chương trình khiến Trấn Thành bị tố thiếu kiến thức khi làm MC có gì đặc biệt? Là chương trình lấy format từ nước ngoài, Siêu Trí Tuệ Việt Nam nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Nhắc đến Trấn Thành, nhiều người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến một diễn viên hài đình đám của showbiz. Không chỉ nổi đình nổi đám với vai trò diễn viên hài, Trấn Thành còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất, ca hát, làm MC. Dù tay ngang làm MC, nhưng Trấn Thành được đánh giá cao về lối dẫn hài hước, lém lỉnh, hoạt ngôn cùng việc thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung. Tuy nhiên mới đây, khi đảm nhận vai trò MC trong game show Siêu Trí Tuệ Việt Nam, Trấn Thành gặp một số ý kiến chỉ trích và bị tố gian lận nhắc bài cho thí sinh. Cụ thể, người chơi cuối cùng trong tập 8 Siêu Trí Tuệ Việt Nam là Lê Nguyễn Tấn Kiên, 30 tuổi, đến từ Tiền Giang với thử thách ghi nhớ từ vựng. Nam MC sinh năm 1987 bị tố là để nhiều sơ hở để nhắc bài cho thí sinh thông qua lời cổ vũ. Tuy nhiên, không ít người lên tiếng bênh vực nam MC, chỉ cổ vũ người chơi và bản thân anh cũng không biết từ đó có số thứ tự bao nhiêu nên không thể giúp gì cho người chơi. Ngoài bị nghi nhắc bài, Trấn Thành còn bị tố thiếu kiến thức khi cung cấp thông tin sai. Bên cạnh một số phản ứng về MC Trấn Thành, thì đông đảo khán giả đều dành lời khen ngợi cho chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam, lấy format từ chương trình có tên Siêu Trí Tuệ. Được bắt nguồn từ Đức và đã đi qua một loạt quốc gia như Tây Ban Nha, Ukraine, Pháp, Trung Quốc. Siêu Trí Tuệ Việt Nam sẽ quy tụ 23 thí sinh sở hữu năng lực, trí tuệ khác biệt để có thể chinh phục các thử thách ở nhiều lĩnh vực như trí nhớ, toán học, quan sát. Các thí sinh sẽ có 3 vòng đấu gồm tuyên chiến, thách đấu và đại chiến quốc tế. Chỉ sau thời gian ngắn phát sóng, Siêu Trí Tuệ Việt Nam đã nhận được sự yêu mến của khán giả. Đặc biệt, đám đông đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, thán phục trước các thí sinh tài năng. Chia sẻ về chương trình, ekip cho biết Siêu Trí Tuệ Việt Nam không phải là game show thuần về giải trí, nên ngay từ khâu casting, ekip đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các thí sinh sở hữu năng lực khá đặc biệt. Những tài năng cho định dạng chương trình là những người rất hiếm gặp, không dễ tìm. Chúng tôi phải liên hệ nhiều cá nhân, tổ chức để hỏi thăm họ có biết những tài năng này tồn tại hay không, hoặc có nghe nói về họ không. Khi tìm được thí sinh, việc thuyết phục họ tham gia chương trình cũng không phải là dễ vì còn phải xin phép đại diện từ gia đình hoặc các tổ chức liên quan nữa. Về phía ban giám khảo, việc lựa chọn các tên tuổi để phù hợp với tiêu chí chương trình cũng là một vấn đề nan giải. Ngoài các giám khảo chính là nhà báo Lại Văn Sâm, ca sĩ Tóc Tiên, giám khảo khoa học cố định, tiến sĩ Trần Thành Nam, thì các tập của chương trình sẽ có thêm các giám khảo khách mời phù hợp với từng chủ đề và thử thách. Về ban giám khảo, ngay khi chương trình lên sóng đã có nhiều ý kiến chỉ trích nữ ca sĩ Tóc Tiên. Nhiều khán giả nhận định, ngồi vào ghế nóng nên là những giáo sư, tiến sĩ, tên tuổi tiêu biểu của các lĩnh vực khoa học thay vì một người làm nghệ thuật đơn thuần như ca sĩ Tóc Tiên. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng cho biết, khán giả Việt Nam vẫn luôn mặc định bọn nghệ sĩ chúng tôi rỗng não, ngồi đó như hương, như hoa trang trí cho vui. Đến cả cái suy nghĩ thiển cận ấy còn tồn tại thì đâu ai có tư cách đánh giá ai. Chưa kể có những comment rất vô văn hóa hay body shaming chĩa thẳng vào mình. Cũng may không chĩa vào thí sinh. Âu đó cũng là sứ mệnh của Tiên trong chương trình vậy. Tóc Tiên viết trên trang cá nhân. Không dừng lại ở đó, Tóc Tiên dần chinh phục các khán giả khó tính bằng các nhận xét vô cùng logic và thấu tình đạt lý. Dù không phải là người có đầu óc siêu việt, nhưng Tóc Tiên có nền tảng học vấn tốt, thông minh, sắc sảo và rất tinh tế.